Rồi, chào mọi người đã quay trở lại với kênh Quang Vũ YouTube ha. Thì trong clip ngày hôm nay, Quang sẽ chia sẻ cái cách làm cái ảnh logo kênh của mình ha. Đó là cái ảnh này nè các bạn, để giúp mình tối ưu cái kênh YouTube của mình được đẹp mắt và chuyên nghiệp hơn. Thì đầu tiên Quang sẽ cho các bạn xem cái tùy chỉnh của cái ảnh logo này kích thước là bao nhiêu ha. Mình sẽ bấm vào cái Video Manager nè. Rồi mình sẽ kéo xuống và mình bấm vào cái phần tùy chỉnh kênh nha. Rồi mình bấm vào cái phần Branding. Rồi mình sẽ xem cái phần thông tin về ảnh đại diện ha. Bạn nên sử dụng hình ảnh có kích thước tối thiểu 98x98 pixel và có dung lượng 40 trở xuống. Sử dụng tệp PNG hoặc GIF. GIF là ảnh động nha các bạn, còn PNG là ảnh trong suốt ha. Đảm bảo rằng ảnh của bạn tuân thủ theo nguyên tắc cộng đồng của YouTube ha. Thì bây giờ Quang sẽ mở cái Photoshop lên ha. Thì trong những cái hướng dẫn về như làm những cái hình ảnh thì Quang chỉ hướng dẫn các bạn làm trên Photoshop thôi. Thường thì Quang xài cái Photoshop Portable á các bạn, có nghĩa là mỗi lần xài mình sẽ phải mở nó lên á. Nhưng mà bù lại thì nó không cần phải cài đặt, nó rất là gọn nhẹ và dễ sử dụng ha. Bây giờ Quang sẽ mở theo cái kích thước của cái ảnh lúc nãy nó yêu cầu ha. Quang sẽ bấm vào File và New nè. Quang sẽ chọn cái này là Pixel ha. Quang sẽ chọn là 98. Chiều cao và chiều rộng cũng là 98 luôn, đó là hình vuông nha các bạn. Mình sẽ chọn ở đây, một là mình chọn cái background màu trắng, hai là mình chọn transparent là ảnh trong suốt đều được ha. Quang thì Quang có thói quen làm ảnh transparent ha. Quang bấm vào đây. Ok. Rồi thì nó sẽ hiện ra cái ảnh ô vuông như thế này. Rồi bây giờ Quang sẽ bấm dấu Ctrl cộng để phóng to lên làm cho nó dễ ha. Thì cái phần này các bạn có thể chèn bất cứ một cái ảnh nào đó của mình ha. Rồi Quang sẽ chọn đại một cái ảnh nào đó của Quang ha. Khi mà nó mở sang một cái ảnh mới đúng không, thì mình sẽ bấm Ctrl A để quét khối chọn và bấm qua cái layer lúc đầu á, bấm Ctrl V nè, đó nó sẽ dán qua. Và mình sẽ bấm Edit Transform Scale để kéo nhỏ nó lại ha, cho nó vừa với khung hình này là ok ha. Rồi các bạn có thể thêm một cái chữ, ví dụ tên kênh đi, thì Quang sẽ làm thêm một cái bước này, đó là bấm vào chữ T nè, xong mình sẽ bấm chữ Quang, ví dụ như là Quang ghi Quang Vũ đó. Ở đây cái chữ màu trắng thì Quang sẽ cho nó thành màu đỏ đi, chọn màu đỏ nè. Ok rồi mình sẽ bấm nó nhỏ lại thôi. Rồi mình bấm cố định lại nè, apply là xong ha. Rồi khi mà xong thì mình sẽ bấm vào cell nè. Rồi mình chọn ở đây là PNG theo cái khuyến nghị hồi nãy của nó ha. Đây PNG đây, Quang sẽ bấm là test đi. Rồi Quang sẽ bấm ra ngoài desktop nè, Quang cell lại. Ok bây giờ Quang sẽ bấm sang một cái kênh khác của Quang để Quang test thử cái hình ảnh này nha các bạn. Rồi Quang bấm sang Branding nè. Rồi Quang sẽ thay đổi ở chỗ này. Rồi Quang sẽ chọn lại cái hình ảnh lúc nãy Quang đã làm. Rồi Open nè. Rồi làm xong nè, công bố nè. Nếu các bạn nào mà không muốn cài Photoshop trên máy á, thì mình cũng có thể bấm vào Google để mình xài công cụ Photoshop Online nha các bạn. Mình sẽ bấm vào Photoshop Online nè. Rồi mình bấm chọn nè. Sau đó mình sẽ bấm vào bất cứ một cái trang web nào để mình xem coi cái nào làm được thì mình làm y chang như vậy ha. Ở đây thì nó cũng y như vậy các bạn. Các bạn cứ bấm File New. Rồi mình chọn Pixel 98 98. Mình có thể chọn Background nè, Transparent nè, đó, Create. Đó thì nó cũng hiện ra cái khung giống y chang hồi nãy mình làm nha các bạn ha. Rồi sau đó mình sẽ mở một cái ảnh nào đó của mình lên. Mình Ctrl A và bấm qua mình cái layer này và Ctrl V. Khi mà nó để khóa đây thì mình có thể mở khóa nè. Rồi ok, Edit Transform Scale. Rồi mình sẽ kéo nhỏ nó lại như vậy là ok ha. Mình bấm cố định ở đây. Xong rồi mình cứ bấm File Export As nè.
PNG nè, sale là ok xong nha các bạn, rất là đơn giản thôi. Nếu các bạn thích thì các bạn làm Photoshop trên máy tính, còn các bạn ngại không muốn cài đặt thì các bạn cứ lên Google gõ Photoshop online ra những cái kết quả đó, thì mình cứ bấm vào những cái trang web để mình làm thôi ha. Thì các bạn có thể lưu lại cái trang web này đi, photoshoponline.com nè, để dành các bạn có muốn làm những cái file ảnh gì đó, ảnh logo nè, ảnh banner nè, hoặc là ảnh hình mờ vân nước nè, các bạn có thể lên trang web đó các bạn làm. Thì tất cả những cái video này Quang đều có làm trong danh sách phát vlog YouTube Ọp Quang Vũ, các bạn có thể vào đó xem thêm. Rồi thì đến đây Quang sẽ kết thúc video và hy vọng đã mang lại những trải nghiệm thú vị và nho nhỏ dành cho các anh chị em mới, những anh chị em nào mà mới làm YouTube chưa biết được đến những cái vấn đề này ha. Nếu cảm thấy yêu thích thì đừng quên like và subscribe kênh của Quang để có thể xem những video trong thời gian sắp tới. Và những video trên kênh YouTube này của Quang sẽ được đăng lên khoảng thời gian 10 giờ đến 11 giờ tối giờ Việt Nam. Các bạn có thể chú ý đón xem nha. Rất cảm ơn các bạn một lần nữa. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người trong những chương trình lần sau.